Chào các bạn. Trong clip này mình sẽ giới thiệu với các bạn cách tạo một bài đăng mới trong WordPress. Để tạo được bài đăng mới, đầu tiên các bạn truy cập vào địa chỉ của mình và gõ thêm chữ wp-admin. Và chúng ta sẽ đăng nhập vào trong cái dashboard này. Để tạo được bài mới thì đầu tiên các bạn nên tạo các chuyên mục. Các bạn tạo nên category. Các bạn có thể vào post chọn category, các chuyên mục. Ở trong này thì mình trong bài đăng trước trong các bài trước thì mình đã giới thiệu với các bạn cách tạo được một số chuyên mục như này. Giải trí, toán nhạc mình đã tạo rồi. Bây giờ mình tạo bài đăng mới, mình sẽ chọn là Boss Add New. Chỗ này nó có cái nút mình có thể bung ra hoặc là giảm lại. Tạo một bài đăng mới thì các bạn đặt tiêu đề. Phần upload và insert các bạn có thể upload một hình ảnh và insert một hình ảnh hoặc là một đoạn video. Và các bạn cũng chú ý là maximum upload là cái file mà lớn nhất cho phép mà chúng ta tải lên là 2 MB. Bởi vì cái đây là một cái host 000 web host là một host miễn phí cho nên nó giới hạn số MB. Nếu các bạn mà đăng ký một host trả phí thì nó sẽ cái MB nó sẽ tăng lên, các bạn có thể chèn những đoạn clip dài. Rồi các bạn có ba cái lựa chọn: upload file từ computer, thêm một cái media file từ máy tính của bạn, hoặc là mình có thể từ một cái URL, một đường dẫn nào đó, bạn sẽ paste cái đường dẫn vào đây, hoặc là từ thư viện. Nếu cái file media này các bạn đã để trong thư viện thì các bạn có thể vào thư viện này. Ví dụ mình có một cái hình này, mình chỉ cần bấm nút show, hình này mình đã up vào thư viện rồi. Mình có thể đặt tên lại cho hình ảnh này, ví dụ như là chàng nghệ sĩ chẳng hạn. Dòng chữ thay thế, các bạn có thể viết một dòng chữ này mô tả cho hình ảnh. Nói chung những cái này thì bạn có thể điền vô link URL. Nếu bạn muốn khi mà người khác kích vào hình này, nó sẽ dẫn đường dẫn đến một trang web khác hoặc là một cái chuyên mục nào đó đặc biệt, thì chúng ta có thể thay đổi cái đường dẫn này bằng cách ta lên trình duyệt, chúng ta mở cái phần đó ra, xong chúng ta sẽ copy đường dẫn đó và chúng ta paste vào đây thay thế cho cái đường dẫn của cái hình này. Còn nếu các bạn không muốn, ví dụ như người ta kích vào hình này thì nó không dẫn đến đường dẫn nào cả, nó chỉ là một cái hình đơn giản thôi, thì chúng ta chọn nút None thì nó sẽ không dẫn đến đâu cả. Hoặc là Attachment Box URL là chúng ta gắn vào một cái hình, gắn vào một cái bài đăng khác. Ví dụ cho ta kích vào đây thì nó sẽ dẫn đến một cái bài đăng, hoặc là dẫn đến một cái file, đường dẫn đến một cái file nào đó, file hình này. Phía dưới này Assignment có lựa chọn là hình nó sẽ nằm nổi phía trên. Nếu bạn lựa chọn như này thì hình nó nằm bên góc trái này và text nó nằm phía bên phải và phía dưới này. Hình nằm chính giữa, hình nằm phía bên phải. Là độ lớn của hình. Bạn để full size thì hình nó sẽ lớn bằng kích cỡ của hình thật. Large, rộng lớn, kích cỡ như này. Hoặc là mình chọn thumbnail thì nó khoảng 150 thì nó tương đối nhỏ, nó khoảng gần bằng cái này thôi. Và chúng ta sẽ chọn Insert to Post là chúng ta dàn vào bài đăng. Đấy. Bây giờ chúng ta có thể chép một đoạn văn bản chúng ta paste vào. Ví dụ mình chép đoạn văn bản này. Ở đây các bạn cũng có thể chỉnh được cái kiểu paragraph hay heading. Chúng ta cũng có thể đổi màu chữ. Ở trên đây nó có một cái công lượng cụ liên kết. Ví dụ khi mà các bạn muốn cái cụm từ WordPress này, những cái này gọi là liên kết nội, liên kết trong, ở trong trang web chúng ta. Ví dụ khi bạn nói đến một cái chữ dashboard, bạn có một cái bài giới thiệu về dashboard thì bạn sẽ liên kết cái đường dẫn này tới cái bài đăng đã liên quan tới dashboard. Bạn sẽ dán cái URL của bài đăng đó. Muốn lấy URL thì cũng thật đơn giản thôi. Ví dụ như mình có cái bài viết là 8 điều cần làm sau khi cài đặt WordPress. Mình sẽ copy cái đường dẫn này. Và mỗi lần mà khi các bạn dẫn tới chữ WordPress,
mình sẽ bôi đen chữ này và mình link nó tới. Còn dán ở đây cái tiêu đề thì bạn có thể ghi vô, còn nếu không thì thôi rồi. Open là link any window, là mở một cái link liên kết này trong một cái window hoặc là một cái cửa sổ hoặc là một cái tab khác. Còn nếu không thì nó sẽ mở trên cái nội dung trong cái cửa sổ hiện tại. Tôi sẽ add link vào. Thì bạn thấy nó sẽ bôi đen. Ở chỗ này mỗi khi mình kết vào thì nó sẽ dẫn tới cái bài đăng vừa rồi mình đã chọn. Cái lưu ý thứ hai là khi bạn xuất cái bài đăng này ra thì bạn phải nhớ chọn cái category. Ví dụ bài này nói về học tập, mình sẽ kết vào học tập. Ví dụ bài này nói về học tiếng Anh thì bạn sẽ kết vào ô tiếng Anh. Nếu các chương mục chưa có thì bạn có thể add new category. Các bạn đánh vô, ví dụ mình bài này liên quan về WordPress, bạn gõ vào WordPress thiết kế. Ví dụ chương mục như thế, và các bạn chọn chương mục Parent là chương mục bố của nó, chính là học tập mà chúng ta học về WordPress. Và chúng ta click vào Add New Category. Nó sẽ lên đây. Và các bạn nên cho thể cái bài này liên quan tới WordPress thì mình sẽ gõ chữ WordPress vào. Bài này nó liên quan tới tin học thì mình có chữ tin học vào. Có thể được nhiều tag. Sau đó mình kết vào nó Public. Bây giờ mình sẽ vào trong web mình xem lại. Thì đây, đây là cái bài đề mình mới đăng. Bài văn 2 số 1, nội dung nó như này. Rồi các bạn thấy bài dưới thì nó có chữ Read More. Read More là đọc, nếu mà bạn chọn giao diện, sửa lại thành giao diện tiếng Việt thì nó có thể thành cái chữ là đọc tiếp. Các bạn có thể sửa cái chữ này lại. Thì nó sẽ hay hơn, ví dụ như bài này mình rất là dài. Cho nên đến một đoạn nào đó mình sẽ ngắt dòng. Để ngắt dòng thêm được cái thẻ Read More đó thì mình sẽ để chuột vào chỗ này. Chẳng hạn. Mình sẽ thêm vào cái read more tag, insert more tag. Và chúng ta up public lại. Ctrl F5. Thì như thế này, nó chỉ giới thiệu một đoạn vắn tắt sơ qua cái bài đọc này. Và tới đây thì nó sẽ hiện lên cái thể là read more. À, cái chương mục bài tập, học tập, thiết kế web, tin học WordPress nó đầy đủ dưới này. Đó là cách chúng ta post một bài bài mới.